À, chào bạn sinh, chúng ta tiếp tục đến với ví dụ số 1 của phần khảo sát chi tiết. Thì cái ví dụ này nó khá là đơn giản thôi, là tính độ giảm biên độ của vật sau mỗi lần đi qua vị trí cân bằng. Được chưa? Thì trước hết là phải hiểu là mỗi lần đi qua vị trí cân bằng là như thế nào. Thì chúng thấy là sau mỗi lần đi qua vị trí cân bằng tức là sau nửa chu kỳ, thấy không? Hay nói khác là tính độ giảm biên độ của vật sau nửa chu kỳ. Được chưa? Thì dùng công thức luôn. Áp dụng công thức luôn. Là gì nhỉ? Là gì nhỉ? Delta bằng 4 F ma sát chia K. Được chưa? Thì cách lập ra công thức này như thế nào? Thì làm ơn coi lại ví dụ vừa rồi, bài vừa rồi để hiểu hơn cách lập. Ok, ở đây không nhắc lại nữa. Và chúng ta áp dụng luôn là delta bằng 4 mi mg chia K. Đây là độ giảm biên độ sau một chu kỳ, được chưa? Mà người ta bảo là sau mỗi lần đi qua vị trí cân bằng tức là sau nửa chu kỳ, cho nên chúng ta phải biết là sau nửa chu kỳ. Thì nó sẽ còn là delta mà chia cho 2 vừa mới chỉ rồi. 4 chia 2 là còn 2 mi mg chia K. Tương đương với đây là delta chia 2 luôn. Bằng này 2 này. Mi là 0,01 đây này. M là nhiêu? 0,1. G là 10. Chia cho K là 1/100. Lấy máy tính bấm ra kết quả dùng. Mình với là 0,01 nhân 0,1 nhân 10 chia cho 100 nhân 2. 2 nhân 10 mũ trừ 4. Tất nhiên đơn vị chúng ta là mét, được chưa? Thật là dễ phải không các bạn, không có vấn đề gì nó khó cả. Ok rồi, như vậy chúng ta tiếp tục đến với ví dụ số 2. Nó hơi bị nó đau cổ rồi. Một cái lò xo dao động theo phương ngang biên độ 10, vật nhỏ khối lượng là 100, lò xo có độ cứng 100, số dao động thực hiện đến lúc dừng hẳn là bao nhiêu? Hỏi số dao động, chúng ta biết công thức số dao động rồi, vừa mới học xong. N bằng A chia delta, hiểu không? A là biên độ lúc đầu, delta là độ giảm biên độ sau một chu kỳ. A đây rõ ràng mình có rồi, độ giảm biên độ sau một chu kỳ chưa có, vậy phải tính. Chúng ta có delta chúng ta bằng gì nhỉ? 4 F ma sát tức là mi mg chia K. 4 mi của chúng ta là 0,1, m của chúng ta là 0,1 đây này, mi này, m này, g là 10 chia cho k là 1/100, cùng bấm máy tính, 0,1 nhân 0,1 nhân 10 chia cho 100 nhân cho 4 thì chúng ta sẽ có là 0, 4 nhân 10 mũ trừ 3 đi, mét, được chưa? Như vậy chúng ta suy ra được số dao động n bằng A chia cho delta A. A của chúng ta là bao nhiêu? 10 này. Chú ý là phải đổi ra mét. Như vậy chúng ta sẽ là 0,1 và chia cho 4 nhân 10 mũ trừ 3. 25 dao động đó các bạn. Được chưa? Hay nói cách nó thực hiện được 25 dao động thì nó dừng. Ok, và chúng ta dừng ví dụ số 2 ở đây. Chúng ta tiếp tục đến với ví dụ số 3 ngay sau đây.